với đặc tính ưa lạnh, khó chăm sóc, đặc biệt là ở khu vực có khí hậu ôn đới, dâu tây tại thị trường Việt Nam đến nay vẫn là thức quả có giá thành khá cao với số lượng không nhiều. Xuất phát từ tình yêu nông nghiệp, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Vũ Văn Đôn đã mạnh dạn đầu tư, học hỏi và xây dựng trang trại dâu tây ngay giữa thủ đô Hà Nội. Với phương châm cho đi là còn mãi, qua chương trình thông tin khuyến nông, anh Đôn muốn chia sẻ với bà con bí kíp để thu được trái dâu tây thơm ngon, ngọt lành. Theo kinh nghiệm của anh Đôn, khi trồng cây dâu ở Việt Nam, chọn giống là bước vô cùng quan trọng để cây phát triển tốt, ra hoa, kết quả. Ngoài ra, khi trồng cũng cần để ý đến ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm. Nếu gặp độ ẩm cao, cây dễ gặp sâu hại. Chính vì vậy, để đảm bảo chất lượng cũng như sản lượng chung sao cho phù hợp với khí hậu tại Hà Nội, anh ưu tiên sử dụng giống dâu tây Nhật Bản. Thì như đối với cây dâu được trồng ở Việt Nam mình đây, mình cần phải làm như thế nào để cho cây phát triển tốt? ra hoa, ra trái, quả ngọt, đúng không ạ? thì đó là cái mục tiêu của mình khi trồng dâu. thì uh, mình sẽ quan tâm đến nhiều giai đoạn từ khi chọn giống này đến khi trồng này và khi trồng đến khi ra uh, hoa này đậu quả này, đấy và sau khi ra quả và sau, đến khi thu hoạch và sau khi thu hoạch thì mình sẽ có những cái giai đoạn như thế. thì uh, khi ban đầu mình trồng thì thứ nhất là mình phải để ý về thời tiết, thời tiết uh, mát không được khô nóng vì cây dâu ban đầu trồng nó sẽ rất là yếu nó có thể không lên được và có thể lên được và mình phải lựa chọn xem thời tiết mình phải lựa chọn cái ngày nào đó mát với khí hậu thời tiết tại Hà Nội, dâu tây được trồng sẽ cho ra sản phẩm không bằng các tỉnh có khí hậu lạnh như Mộc Châu, Sapa hay Đà Lạt. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu tương đối lớn từ khách hàng cũng như chất lượng sản phẩm, anh Đôn cùng các cộng sự đã vận dụng tối đa các kiến thức khoa học kỹ thuật vào vườn dâu của mình thì giai đoạn từ khi ra hoa đến khi kết trái đó là giai đoạn cực kỳ quan trọng vì giai đoạn này sẽ quyết định rất là lớn đến chất lượng sản phẩm của mình vì thứ nhất là nó yêu cầu cần nhiều khoáng chất hơn đó khoáng chất về vi lượng này trung vi lượng này vì khoáng chất này nó như kiểu là kali canxi hay Flor magie vì nó sẽ làm cho quả chúng ta sẽ to hơn đẹp hơn và chất lượng sẽ tốt hơn khi mình cung cấp đủ cho cây thì cây sẽ phát triển tốt còn khi mình tính toán chưa tốt về hàm lượng thì cây sẽ phát triển không tốt hoặc là khi thừa thì sẽ quả sẽ dẫn đến hiện tượng lứt đấy nứt hay nào lấm mốc nó sẽ hỏng sinh bệnh rất là nhiều và các bạn lưu ý thêm khi cây ra hoa về cây trái thì các bạn hãy để ý về các vấn đề về tàn lá để làm sao để sao cho quả nó có thể tiếp xúc được trực tiếp với ánh nắng, ánh nắng thì khi đó thì quả chất lượng quả sẽ ngon hơn nữa và về hình ảnh đẹp hơn, tốt hơn và tránh được các sâu bệnh hại giai đoạn này thì cái, cái, cái nguồn nước cấp vào sẽ cần lớn hơn vì quả lúc này đang là trong giai đoạn phát triển mạnh nhất. Trong suốt giai đoạn phát triển đầu tiên, người trồng cần đặc biệt lưu ý đến yếu tố thời tiết. Cây dâu tây là loại cây ưa lạnh và không có khả năng chịu mưa hay uống nước. Chính vì vậy, người trồng cần đảm bảo cung cấp lượng nước phù hợp cho cây để giai đoạn ra gia hoa kết trái cho năng suất cao. Thì sau khi mình thu hoạch quả xong thì chúng ta lại tiếp tục một cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn dưỡng cây dưỡng cây để mình sẽ đón buồng quả mới, trùng quả mới thì mẹ sẽ tiếp tục thay đổi về các phân vi lượng đấy. Thì khi ban đầu ra quả nhiều thì ta có thể tăng lượng kali hơn, lượng canxi hơn và khi dưỡng cây thì ta sẽ tăng thêm độ lân và đạm đạm nhiều hơn. Các bạn chú ý là cái độ đạm thì sẽ sinh ra lá này. Lá là một cái quá trình hấp thụ hô hấp và và hấp thụ dinh dưỡng. Nhiệt độ lý tưởng nhất của giai đoạn này là rơi vào tầm từ 25 à 15 đến 25 độ C thì giai đoạn này nó yêu cầu rằng là nhiệt độ tốt. Đấy, thứ nhất là thời gian tích đường, tích tích đường, tích khoáng chất trong quả thì nó cũng đủ lớn để cho mình có một cái quả đạt được chất lượng cao nhất. Bà con lưu ý đối với cây dâu tây trồng trong chậu tại nhà do không có ong thụ phấn nên chỉ có thể thụ phấn thủ công để tăng khả năng đậu trái trong thời kỳ cây ra hoa chọn thời điểm từ 10 đến 11 giờ sáng dùng chổi hoặc bàn chải nhỏ quét nhẹ phấn hoa lên nhị sau đó quét lên nhị khác à, thứ nhất là cách phòng tránh bệnh của cây dâu tây nó là bệnh thường gặp nó là bệnh uh, phấn trắng này đấy phấn trắng là cái bệnh có thể gặp nhưng mà khi mình chọn đấy mình thứ nhất là cái do giống dâu nữa trước đây mình uh, có chọn giống dâu của của Hàn thì uh, nó có rất nhiều bệnh phải phần trắng nhưng mà khi mình sử dụng với dâu giống dâu, dâu nhật thì hạn chế hơn nhưng mà cái cách phòng tránh ở đây thì đó là mình sẽ để cho ở một cái khí hậu nó tốt hơn Như là mình phải tỉa lá để thông thoáng hơn và khi nhiệt độ ẩm cao thì rất dễ rất dễ cái bệnh phần trắng ừ. phần trắng này mình... và mình có thể xử xử lý bằng thuốc sinh học trước khi trước khi xử lý phòng là một này và trước khi xử lý khi nó mà đã xảy ra rồi thì mình sẽ phải xử lý bằng sinh học để làm gì để cho nó ngăn cản và tỉa bớt lá đó là tỉa bớt lá bớt nhánh để cho tạo sự thông thoáng và để tránh nây lan từ những chia sẻ của anh Đôn, có thể thấy chăm sóc cây dâu tây cũng không quá khó khăn. Chỉ cần có đủ nước, phân bón và thụ phấn là cây sẽ phát triển khỏe mạnh và cho nhiều trái. Bà con không chỉ có thể ngắm chúng tại nhà mà còn được ăn dâu tươi bất cứ lúc nào. Chúc bà con thành công với mô hình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.